mỗi ngày. Lẩu hươu bàng rong biển thanh mát bổ dưỡng. Chào mừng các bạn khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Mình bắt đầu nấu món ăn ha. Cho vào trong nồi này khoảng chừng 2 lít nước. Trong lúc mà cô Hà chuẩn bị cái phần nồi nước dùng chay, cô nhờ em sẽ cắt tất cả các loại rau củ và đậu hũ này đó để mình ăn kèm. Em cắt vậy đúng không? Đúng rồi. Đậu hũ với lại rong biển á, là dạ, những cái loại thực phẩm từ thực vật cung cấp cho chúng ta nhiều chất đạm. Bắp thì mình sẽ cắt khúc ra. Cô sẽ cho cái phần bắp mình đã cắt khúc vào đây. Cà rốt thì chúng ta sẽ chừa một nửa để mình sẽ tỉa hoa cho vào trong lẩu cho đẹp. Phần còn lại thì chúng ta sẽ cắt khối. Cho tiếp vào trong này củ cải muối, năm tay nấm hương, khoảng chừng một củ gừng nho nhỏ mình đã nướng rồi. Phần rong biển thì chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ cần rửa qua nước khi ăn nhúng vào lẩu thì để cho cái rong biển nó giòn và không bị nhũng. Bây giờ cô nhờ Hakota giúp cho cô một tô nước. Mình sẽ cho vào đó một chút xíu nước cốt chanh và một chút muối. Ngưu bàn sau khi mình đã bào sạch vỏ, mình cũng có thể cạo vỏ. Bây giờ thì cô cắt móng ngựa. Chúng ta lưu ý là sau khi cắt ngưu bàn thì sẽ ngâm vào trong nước có pha một ít chanh và muối để không bị thâm. Nửa củ cà rốt còn lại thì chúng ta sẽ tỉa hoa cắt lát dày khoảng chừng 5 ly. Tàu hũ kia tươi chúng ta sẽ cắt khúc khoảng chừng 5 phân. Tiếp theo thì phần gừng thì chúng ta sẽ cắt sợi. À, toàn là những thứ mình ăn vào thì chắc chắn là sẽ là bao tử của chúng ta cảm giác rất là ấm. Nước dùng chúng ta đã nấu đủ thời gian khoảng chừng 30 phút. Thì bây giờ chúng ta sẽ vớt những cái phần cà rốt nè, rồi củ cải nè và gừng nướng ra. Chúng ta sẽ chừa lại cái phần nấm hương và bắp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho các nguyên liệu còn lại vào đây, là gồm có củ cà rốt mà mình đã tỉa hoa nè, rồi tàu hũ ki nè và gừng cắt sợi. Cho vào đây luôn. Chúng ta sẽ cho luôn phần ngưu bàn vào đây. Chúng ta sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh hạt nêm Ajinon từ nấm hương và hạt sen, 1 nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Mỗi một nồi lẩu thì sẽ có bí quyết để cho nước lẩu thật là ngon và thơm. Không biết là cô Hà có thể bật mí cho em biết được không? Mình sẽ sử dụng hạt nêm Ajinon, nấm hương và hạt sen tạo cho nước lẩu có vị ngọt sâu và đậm đà. Wow, vậy thì kỳ này em có thể lấy lòng ba mẹ của mình rồi. Sự cộng hưởng của các hương vị thiên nhiên hoàn toàn từ rau củ tạo nên một món ăn thơm mát, thanh ngọt khó quên.